Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Viettel Store TV. Với việc được trải đều trong các phân khúc khác nhau thì Samsung đã gặt hái được rất nhiều thành công với những smartphone hướng tới các nhu cầu khác nhau của người dùng. Và mới đây, thương hiệu này đã chính thức ra mắt một chiếc smartphone mới với một viên pin dung lượng khá trâu bò để hướng tới đối tượng sử dụng, đấy là những người sử dụng cơ bản. Đó chính là chiếc Galaxy M02S. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng mình cận cảnh chiếc máy này để tìm hiểu xem, ngoài với việc có một viên pin trâu bò thì chúng ta sẽ có những gì nổi bật nữa nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thứ mà chiếc M02S này được nhấn rất mạnh, đấy chính là về pin. Cụ thể thì chiếc Galaxy M02S sẽ được trang bị viên pin với dung lượng lên tới 5.000 mAh. Đây là một con số mà mình đánh giá là khá ấn tượng khi chiếc M02S có những cắt giảm nhỏ liên quan đến phần màn hình để có thể cải thiện về thời lượng pin. Về khả năng sạc thì Galaxy M02S được trang bị sẵn củ sạc với công suất 15W ở bên phía bên trong hộp. Với việc có một viên pin dung lượng lớn thì mình đánh giá rằng con số 15W không phải là một con số quá ấn tượng. Nhưng để so với các đối thủ khác ở trong cùng phân khúc thì việc có được dòng sạc này là điều gần như tiên quyết khi mức giá của chiếc Galaxy M02S mình đánh giá là ở mức khá cao. Tiếp theo về thiết kế thì Galaxy M02S là chiếc máy được thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế của chiếc Galaxy A21s được ra mắt trước đó với các khối hình tam giác ở mặt lưng, đem lại các hiệu ứng chuyển màu dưới các góc nhìn khác nhau. Về phần module camera thì Galaxy M02S sẽ có một hệ thống 3 camera nằm trong phần module hình chữ nhật. Cụm đèn flash của máy sẽ nằm ở ngay bên phía bên tay phải của cụm 3 camera. Thiết kế này mình thấy không còn quá lạ lẫm khi đã từng xuất hiện trên những chiếc máy thuộc Galaxy S series hay Galaxy A series. Nhưng để đánh đổi lại thì mình nghĩ việc duy trì một ngôn ngữ thiết kế ở các dòng sản phẩm khác nhau liên tục qua các năm sẽ khiến cho người dùng khó có thể nhận ra được những chiếc máy tới từ thương hiệu Samsung. Về chất liệu thiết kế thì Galaxy M02S sẽ sử dụng chất liệu thiết kế bằng nhựa nhám. Mình thấy rằng Samsung đã lắng nghe và khắc phục được những nhược điểm trước đó trên những người đàn anh cụ thể như là Galaxy M21 để có thể đem đến một mặt lưng ít bám mồ hôi và dấu vân tay hơn, qua đó đem cho chúng ta trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Quay sang mặt trước thì Galaxy M02S sẽ sử dụng kiểu thiết kế màn hình, đấy là màn hình giọt nước. Đây là một điểm mình cho là một bước đi thụt lùi ở trong năm 2020, khi ở trong cùng phân khúc mà Galaxy M02S đang được định giá, chúng ta sẽ có rất nhiều những đối thủ sừng sỏ sử dụng kiểu thiết kế màn hình, đó là màn hình đục lỗ. Cụ thể hơn là series Redmi Note 9 của Xiaomi. Ngoài ra thì do giới hạn về vật lý nên phần viền dưới màn hình của chiếc Galaxy M02S cũng khá dày, một điểm gần như là đặc trưng trên những chiếc máy ở trong phân khúc giá này. Để tổng kết lại về phần thiết kế thì Galaxy M02S được đánh giá là có những nâng cấp khá đáng giá về ngôn ngữ thiết kế mặt sau so với người đàn anh Galaxy M01S. Nhưng bù lại thì đó là một bước dậm chân tại chỗ cho chúng ta ở phần mặt trước. Và cá nhân mình cảm thấy rằng nếu Samsung có những nâng cấp nhẹ về kiểu thiết kế màn hình thì sẽ tuyệt vời hơn khá nhiều khi mức giá của chiếc Galaxy M02S ở thời điểm hiện tại được định giá là vô cùng cao. Tiếp theo về phần màn hình thì Galaxy M02S sẽ có màn hình với kích thước 6.5 inch, độ phân giải màn hình HD cộng trên tấm nền TFT. Xét về kích thước thì đây là một phiên bản phóng to của chiếc Galaxy M01S trước đó. Và mình nghĩ rằng với việc được trang bị tấm nền TFT thì Galaxy M02S sẽ gặp phải những hạn chế liên quan tới góc nhìn gây ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của chúng ta. Thế nhưng từ trước đến nay thì Samsung lại làm khá tốt việc tinh chỉnh tấm nền này, nên đến thời điểm hiện tại thì khả năng hiển thị ở trên Galaxy M02S vẫn đang là một ẩn số. Mong rằng trong khoảng thời gian sắp tới thì Viettel Store TV sẽ có cơ hội được mở hộp trên tay và gửi tới anh em bài đánh giá sớm nhất về chiếc máy này. Tiếp theo về hiệu năng thì mình thấy rằng Galaxy M02S sẽ không được tập trung quá nhiều vào phần này khi máy được trang bị con chip Snapdragon 450. Đi kèm với đó thì chúng ta sẽ có mức bộ nhớ RAM là 4GB và mức bộ nhớ ROM 64GB. Nếu để so sánh thì mình thấy rằng Galaxy M02S sẽ được cải thiện hơn đôi chút về hiệu năng GPU so với con chip Helio P22 trước đó trên chiếc Galaxy M01S, qua đó đem đến trải nghiệm sử dụng cơ bản tốt hơn. Ngoài ra thì Galaxy M02S còn được nâng cấp thêm 1GB RAM so với kẻ tiền nhiệm. Và mình thấy rằng đây là điều rất cần thiết khi ngày càng những ứng dụng đang trở nên một nặng hơn. Và cũng vì đấy mà nó sẽ ngốn RAM hơn rất nhiều. Chính vì vậy mình cho đây là một điểm cải thiện rất đáng tiền. Và với mức cấu hình này thì Galaxy M02S là smartphone đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dùng với các tác vụ ở mức độ trung bình và chơi những tựa game nhẹ nhàng, không quá hardcore. Bù lại thì với một con chip như Snapdragon 450 thì Galaxy M02S là một smartphone chạy khá tiết kiệm điện năng, qua đó kéo dài thời lượng pin của chúng ta. Và nếu như anh em để ý thì những cắt giảm liên quan đến phần màn hình hay việc được trang bị một con chip khá mát mẻ và tiết kiệm điện sẽ đều hướng tới việc đấy là kéo dài thời lượng sử dụng pin. Chính vì vậy, Galaxy M02S là một trong những chiếc máy mình đánh giá là có viên pin ở mức khá trâu bò trong phân khúc. Về phần mềm thì Galaxy M02S sẽ chạy trên giao diện One UI trên nền tảng Android 10. Với việc có nhiều tùy biến thì mình nghĩ rằng Galaxy M02S là một smartphone phù hợp với những người muốn sở hữu một chiếc máy có giao diện màu mè và nhiều tính năng để bọc vách.
Tiếp theo về camera thì Galaxy M02s sẽ được trang bị một hệ thống 3 camera sau, bao gồm camera góc rộng 13 MP, một camera macro 2 MP và một camera đo độ sâu trường ảnh với độ phân giải 2 MP. Lại có thêm một nâng cấp nữa khá đáng tiền ở trên chiếc Galaxy M02s so với kẻ tiền nhiệm M01s trước đó, khi chúng ta sẽ có thêm nhiều tính năng hơn để chụp ảnh, cụ thể hơn đấy là chụp ảnh macro. Và với việc chúng ta có nhiều tính năng thì sẽ giúp cho chiếc Galaxy M02s hoàn toàn có thể cạnh tranh được với những đối thủ khác ở trong phân khúc. Về khả năng selfie thì chiếc M02s sẽ có một camera selfie độ phân giải 5 MP, và đây là thứ mà mình cho là một điểm thụt lùi khi trước đó chiếc Galaxy M01s được trang bị camera selfie với độ phân giải lên tới 8 MP. Và để xét về thuật toán thì với việc có một hệ thống camera đem lại chất lượng hình ảnh khá cao trong phân khúc tầm trung và giá rẻ thì mình hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc Samsung sẽ làm tốt hệ thống máy ảnh trên chiếc Galaxy M02s. Nhưng bù lại thì thứ mà mình mong chờ nhiều hơn đấy chính là về khả năng lấy nét sẽ được cải thiện ở trên chiếc Galaxy M02s. Vì từ trước đến nay những chiếc smartphone giá rẻ của Samsung thường gặp phải những vấn đề liên quan đến lấy nét, gây khó chịu cho người dùng chúng ta. Cuối cùng là về giá thì Galaxy M02s sẽ được bán ra tại thị trường Nepal với 3 tùy chọn màu sắc, đấy là đen, xanh và đỏ, cùng mức giá là 15.999 rupee, tương đương khoảng 5 triệu đồng. Đây là một mức giá mình cho là một rào cản lớn để người dùng có thể tiếp cận đến, đặc biệt là đối với những ai đang mong muốn có một chiếc smartphone có mức hiệu năng trên giá thành tốt. Vậy thì anh em đánh giá sao về chiếc máy này? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share, nhớ subscribe chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.